Tôi nghĩ rằng Việt Nam nên nhìn xuống cái gốc của kinh tế xã hội là giáo dục đào tạo để nâng cao tay nghề và năng suất, dù rằng việc ấy nó sẽ mất cả chục năm. Thứ hai là nên đánh giá lại cái vai trò của đầu tư ngoại quốc, chứ không ưu đãi qua những cái biện pháp thiển cận như là lương lậu, thuế khóa thấp mà bất kể tới môi sinh bị tàn phá. Thứ ba là với tay nghề cao hơn thì nên khuyến khích đầu tư nước ngoài vào những cái khu vực mà có cái trình độ công nghệ hiện đại hơn. Nghĩa là nên nhìn từ cái viễn ảnh của 10 năm tới về đến hiện tại. Và thứ tư đó, mà rất thời sự chứ cũng chẳng xa vời gì, là cái yếu tố tài trợ. Việt Nam nên tránh việc vay vốn cho phát triển mà không nghĩ tới ngày trả nợ. Lồng cái việc tài trợ vào đầu tư qua các cái hợp đồng mờ ám đó là chui đầu vào cái dây thòng lọng của nhà đầu tư. Và ở đây đó là nhà đầu tư Trung Quốc vốn đã có tham vọng và gian ý. Và nói về những cái việc cụ thể đó thì tôi không lạc quan. Vì đầu nguồn đó vẫn là tinh thần lệ thuộc Bắc Kinh của lãnh đạo Việt Nam, cho nên họ mới chạy theo cái sách lược tai hại này Trung Quốc. Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do cùng Nguyên Lam xin kính chào chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa. Thưa ông, như các thị trường quốc tế đã e ngại, thì mâu thuẫn về mậu dịch giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đã tăng cường độ vào thứ Sáu, mùng 6 vừa rồi, khi chính quyền Mỹ bắt đầu nâng thuế nhập nội trên một số hàng hóa của Trung Quốc, và phía Bắc Kinh lập tức trả đũa ngay với một quyết định tương tự. Trận chiến mậu dịch giữa hai nền kinh tế có sản lượng cao nhất thế giới sẽ ảnh hưởng ra sao đến các nền kinh tế trên Thái Bình Dương? Câu hỏi này đã được giới đầu tư quan tâm, và riêng với Việt Nam thì đó có là một cơ hội thu hút đầu tư quốc tế hay không? Nguyên Lam xin được đề nghị ông phân tích cho việc đó, vì hôm mùng 5 vừa qua thì tờ South China Morning Post có một bài về triển vọng cho Việt Nam nếu giới đầu tư rút khỏi thị trường Trung Quốc ạ. Dạ thưa cô, tôi có đọc cái bài báo đó và xin nói ngay rằng đánh giá không cao những cái nhận định của tác giả. Ông ta quá tập trung vào cái lượng đầu tư đến từ Hồng Kông và ông ta có cái tầm nhìn ngắn hạn và lại còn nhầm nhiều chuyện khi cho rằng đầu tư nước ngoài sẽ rút khỏi thị trường Trung Quốc vì phí tổn nhân công gia tăng, cho nên có thể tìm vào thị trường Việt Nam. Thật ra cái triển vọng cho Việt Nam nó đã có từ 5 năm về trước và diễn đàn này của chúng ta cũng đã có đề cập tới. Tôi nhớ rằng trong chương trình phát thanh ngày 14 tháng 8 năm 2013, rồi một cái chương trình đầu năm 2014, tức là ngay trước Tết Giáp Ngọ đó, thì chúng ta đã phân tích cái vụ này trong một cái viễn cảnh dài. Và ngày nay thì chúng ta cũng tránh cái phản ứng vì cái mâu thuẫn mậu dịch giữa Hoa Kỳ với Trung Quốc thưa cô. Dạ, nếu vậy thì Nguyên Lam xin được đề nghị ông trình bày lại cái bối cảnh của toàn bộ vấn đề cho thính giả của chúng ta. Dạ, tôi xin đi từ cái yếu tố khách quan của thiên hạ rồi mới nói về những cái chọn lựa của Việt Nam. Đầu tiên ấy, thì cái chương trình chuyên đề của chúng ta đã liên tục nhắc nhở với cái đánh giá bi quan về thực trạng và tiềm lực kinh tế Trung Quốc khi thiên hạ còn nói về những phép lạ của cái xứ này. Thì đến nay thì dư luận mới bắt đầu thấy ra những cái điều ấy. Thứ nhất là đà tăng trưởng của Trung Quốc nó thiếu vật chất và nó không thể bền vững. Thứ hai, lãnh đạo Bắc Kinh biết rằng là phải chuyển hướng để tránh khủng hoảng. Thứ ba là Trung Quốc hết là hãng xưởng cho các cái hãng giáp chế nhờ nhân công nhiều và rẻ như là trong các cái thập niên trước. Và nếu vậy thì khi mà giới đầu tư rút chạy khỏi thị trường Trung Quốc thì ta phải hỏi rằng là họ có thể chạy đi đâu. Thế câu hỏi kế tiếp là tại làm sao mà các nước có thể thu hút được nguồn cung cấp tư bản và kỹ thuật sẽ rút chạy của thiên hạ, làm cái sức đẩy cho mình. Thì như mọi nước nghèo vừa mới bước vào cái giai đoạn khởi phát hay là cất cánh đó, thì Việt Nam cần vốn và kỹ thuật cho nên phải huy động từ bên ngoài. Thì các quốc gia khác kể cả Trung Quốc đó đều trải qua cái giai đoạn đấy. Thì khi đó vấn đề chủ yếu của Việt Nam là có gì hấp dẫn hơn xứ khác để thu hút đầu tư. Dạ vâng, có lẽ quý thính giả thấy ra cái cách phân tích của ông được diễn đàn chuyên đề này trình bày từ 5 năm trước. Ngày nay thì bất kể tới mâu thuẫn mậu dịch giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc thì tình hình sẽ xoay chuyển ra sao thưa ông? Dạ thưa, thời đó thì tôi nhớ rằng đã dự báo là có mười mấy quốc gia, khoảng từ 16 cho đến 18 nước đó, nuôi cái hy vọng chám vào cái khoảng trống do Trung Quốc để lại. Khi họ hết là cái công xưởng toàn cầu nhờ nhân công nhiều và rẻ, thì trong số các nước đó, đó là dĩ nhiên có Việt Nam. Và đấy là một cái cơ hội gọi là thoát khỏi cái bóng dập của Trung Quốc. Nhưng mà dường như Việt Nam đã mất cái cơ hội đó và bây giờ chúng ta cần suy nghĩ tiếp thưa cô. Dạ, ông nói rằng có lẽ là Việt Nam đã mất cơ hội đó, khiến Nguyên Lam nhớ đến cái chương trình tuần trước khi ông nhấn mạnh đến tình trạng lệ thuộc của kinh tế Việt Nam vào Trung Quốc. Thưa, có lẽ chúng ta cần ôn lại chuyện này, cụ thể là vì sao Việt Nam có thể đã mất cơ hội?
Dạ thưa, khách quan mà nói đó, thì một quốc gia đang phát triển cần có hạ tầng cơ sở bền vững để tiếp nhận đầu tư về tư bản lẫn kỹ thuật. Cái hạ tầng cơ sở đó nó lại gồm có nhiều loại, nó là vật chất như là đường xá, cầu cống, và nó là cả cái hệ thống bảo vệ môi sinh hay hủy thải phế vật và phát huy những cái điều kiện lao động lành mạnh cho công nhân. Cái hạ tầng đó nó cũng có cái bộ máy hành chính công quyền hữu hiệu và liêm minh, và một cái hệ thống ngân hàng nó có cái khả năng giải quyết các cái dịch vụ cần thiết cho sản xuất và xuất khẩu. Thì trong cái chu trình sản xuất đó, thì hạ tầng cơ sở còn có ý nghĩa là tiếp liệu, tức là lấy nguyên nhiên vật liệu đó ở đâu để có cái sản phẩm hoàn tất tung ra thị trường nội địa hay là xuất khẩu. Sau cùng đó thì hạ tầng cơ sở vô hình mà then chốt nhất đó, chính là nền tảng luật lệ công khai minh bạch để bảo đảm cái sân chơi bình đẳng cho doanh nghiệp nội địa và doanh nghiệp ngoại quốc. Việt Nam đó, thật ra là chưa có những cái điều kiện ấy mà cứ tưởng nhân công rẻ sẽ là một cái lợi thế. Và chúng ta nên hỏi lại rằng rẻ là so với cái gì? Khi ấy ta cần nhìn vào một cái phạm trù khác là năng suất, với cái gốc đó, là giáo dục và đào tạo. Năng suất công nghiệp của Việt Nam còn thấp mà giáo dục đào tạo lại bất cập. Cho nên xứ này chỉ làm gia công trong cái khâu sản xuất thấp để giới đầu tư ngoại quốc kiếm lời. Mà giới đầu tư có ưu thế nhất về kinh tế lẫn chính trị lại là từ Trung Quốc, trong khi nguyên nhiên vật liệu Việt Nam sử dụng cho sản xuất để xuất khẩu nó cũng lại đến từ Trung Quốc. Cái sự thật phũ phàng đó là Trung Quốc chỉ vứt lại cho Việt Nam cái vai trò công xưởng đầy ô nhiễm của họ với những thiết bị phế thải. Thành đặt vấn đề cũ vào cái bối cảnh mới đó, là cái mâu thuẫn mậu dịch giữa Mỹ với Trung Quốc đó. Thì Việt Nam đã bị Mỹ trừng phạt vì nhập hàng của tàu bán qua bên Mỹ dưới cái dạng gọi là sản phẩm chế tạo tại Việt Nam với cái trị giá đóng góp rất thấp. Thành ra lãnh đạo Việt Nam đã cần một cái sách lược khác để vừa thoát khỏi sự khống chế của Trung Quốc và vừa phát triển xứ sở, thưa cô. Dạ, chúng ta bước qua phần 2 là khi ông nêu câu hỏi về những chọn lựa của Việt Nam. Nguyên Lam xin ông khai triển cho phần này ạ. Dạ thưa, lãnh đạo Việt Nam đã thiếu viễn kiến khi phạm vào cái 7 sai lầm sau đây. Thứ nhất là quá lệ thuộc vào đầu tư nước ngoài. Thứ hai là lấy nhân công rẻ là lợi thế thu hút đầu tư đó. Thứ ba là không thấy vai trò cốt tủy của năng suất nhờ giáo dục đào tạo. Thứ tư là không có ý chí độc lập để tìm cái lợi thế riêng trong cái tiến trình sản xuất hầu xây dựng cái công nghệ nội địa. Thứ năm là không muốn thoát cái ảnh hưởng kinh tế của Trung Quốc chỉ vì điều ấy nó có lợi cho một cái thiểu số có chức có quyền. Thứ sáu là chấp vào cái đà tăng trưởng mà chẳng thấy tăng trưởng được, không là phát triển, nếu mà thiếu phẩm chất, gây ô nhiễm môi sinh và bất công xã hội. Và rốt cuộc thì Việt Nam đó lại lạm phát tài nguyên quốc gia, nhất là đất đai, mà tài nguyên quý nhất là dân trí thì lại bị coi thường và tụt hậu nếu mà so với các nước khác. Ngày nay nếu Việt Nam lại mong là sẽ chám vào cái khoảng trống cho Trung Quốc vứt lại đó, thì lại tiếp tục những sai lầm cũ mà không có cái thời gian bắt kịp thiên hạ. Và suy từ đó ra đây, tôi nghĩ rằng là lãnh đạo Việt Nam nên có những chọn lựa khác. Nếu không thì chính người dân sẽ đòi hỏi những chọn lựa đó khác. Dạ, nếu mình dùng phương pháp loại suy hay tự kiểm điểm để loại bỏ những sai lầm cũ, thì ông cho là lãnh đạo của Việt Nam nên làm những gì, thưa ông? Tôi nghĩ rằng những người có chức có quyền và có tiền ở tại Việt Nam đều biết, và giới chuyên gia trong nước cũng đã nhiều lần cảnh báo mà vô hiệu vì cái lý do thể chế, nôm na ra là lý do là chính trị đó. Cứ nói lại thì buồn và nhảm, nhưng mà Việt Nam đã gây cái cảnh tương tàn quốc cộng từ chiến tranh Nam Bắc trong 30 năm, từ 1945 đến 1975. Từ khi chiến tranh kết thúc thì mới thấy rằng Trung Quốc chiếm lợi rất lớn, mà chiếm luôn chủ quyền trên đất liền và biển đảo ngoài khơi qua nhiều đợt xung đột vào các năm 1974, 79, 1988 và cho tới gần đây nữa. Cái thuần về kinh tế đó, thì Việt Nam tiếp tục làm chiến mã cho Trung Quốc. Khi doanh nghiệp Việt Nam mua hàng Trung Quốc và dán nhãn Made in Việt Nam lên trên để bán cho thiên hạ, trong khi tuổi trẻ lại mất tương lai. Thế giới có thiện cảm với dân Việt Nam nên sẵn sàng nâng đỡ kinh tế của xứ này, nhưng mà họ sẽ ngần ngại nếu mà Việt Nam tiếp tục những cái sai lầm cũ. Ta cũng không nên quên rằng Á Châu còn nhiều quốc gia khác ngoài Trung Quốc nữa, và cái giới trẻ tại Việt Nam đó là có cái tiềm năng hợp tác và học hỏi từ các cái quốc gia đó, chứ sẽ không có mãi mãi cúi đầu. Bây giờ nếu mà căn cứ trên cái mâu thuẫn mậu dịch giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc mà mong rằng là Việt Nam sẽ có thể tiếp nhận đầu tư của Hồng Kông thì chẳng khác gì là nhuộm lại cái bộ lông của cái con chiến mã, tức là vẫn phạm vào những cái sai lầm cũ, thưa cô. Dạ, nói một cách cụ thể thì ông nghĩ là Việt Nam nên làm những gì? Tôi nghĩ rằng Việt Nam nên nhìn xuống cái gốc của kinh tế xã hội là giáo dục đào tạo,
để nâng cao tay nghề và năng suất, dù rằng việc ấy nó sẽ mất cả chục năm. Thứ hai là nên đánh giá lại cái vai trò của đầu tư ngoại quốc, chứ không ưu đãi qua những cái biện pháp thiển cận như là lương lậu, thuế khóa thấp mà bất kể tới môi sinh bị tàn phá. Thứ ba là với tay nghề cao hơn thì nên khuyến khích đầu tư nước ngoài vào những cái khu vực mà có cái trình độ công nghệ hiện đại hơn, nghĩa là nên nhìn từ cái viễn ảnh của 10 năm tới về đến hiện tại. Và thứ tư đó, mà rất thời sự chứ cũng chẳng xa vời gì, là cái yếu tố tài trợ. Việt Nam nên tránh việc vay vốn cho phát triển mà không nghĩ tới ngày trả nợ. Lồng cái việc tài trợ và đầu tư qua các cái hợp đồng mờ ám đó là chui đầu vào cái dây thòng lọng của nhà đầu tư. Và ở đây đó là nhà đầu tư Trung Quốc vốn đã có tham vọng và gian ý. Và nói về những cái việc cụ thể đó thì tôi không lạc quan. Thì đầu nguồn đó vẫn là tinh thần lệ thuộc Bắc Kinh của lãnh đạo Việt Nam, cho nên họ mới chạy theo cái sách lược tai hại này, thưa cô. Dạ, Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do cùng Nguyên Lam xin cảm tạ kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa về bài phân tích ngày hôm nay, dẫu rằng nó chẳng vui tí nào. Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do và Nguyên Lam xin kính chào chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa. Thưa ông, một số báo chí dẫn nguồn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam mà cho rằng nợ công của Việt Nam trong năm 2017 này có thể vượt hơn 3 triệu tỷ đồng, tức là bằng 62,6% của tổng sản lượng GDP, và dự đoán là còn tăng nữa trong năm tới. Câu hỏi nhiều người đặt ra là con số này có thực sự đáng lo ngại không và vì sao? Và theo ông thì ông nghĩ như thế nào ạ? Dạ, tôi xin được trình bày trước về cái bối cảnh để thính giả của chúng ta đã cùng hiểu cái câu chuyện rắc rối này đó. Thông thường thì chúng ta có giới đầu tư tài chính ở trên các thị trường trái phiếu, tức là thị trường vay nợ đó, thì họ cần có cái thông kê chính xác về các cái khoản nợ công hoặc là công trái đó của một chính phủ và tính bằng tỷ lệ bách phân của sản lượng kinh tế trong năm, gọi là GDP hay là tổng sản lượng đó. Sở dĩ như vậy đó là vì họ muốn biết quốc gia ấy đó có khả năng trả nợ hay không, rồi căn cứ vào đó mà mới tính ra cái phí tổn cho vay hoặc là phân lời đó là cao hay thấp. Đã mắc nợ nhiều mà lại đòi vay thêm thì xứ này phải trả phân lời cao và lãi đơn chồng lãi kép đó. Gánh nợ nó sẽ còn cao hơn đó. Vì vậy đó mà thị trường tài chính thường theo dõi và thông báo dữ kiện về số công trái của các nước. Về trường hợp Việt Nam đó, thì người ta nghiệm thấy rằng các cái khoản nợ đã tăng vọt từ cái khoảng 31% tổng sản lượng vào năm 2000, nay lên gấp đôi là hơn 62%. Thế theo dự báo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF đó, thì ngạch số nợ sẽ ở khoảng 63,3% trong năm nay và 64,3% vào năm tới. Cho nên nếu mà có nơi nói đến cái tỷ lệ nợ nần là 65% của GDP đấy, thì người ta có thể hiểu được. Cái chuyện thứ hai đó là cũng đáng chú ý là số nợ khi tính bằng tiền Việt Nam nó lên đến con số chóng mặt đó là hơn 3 triệu tỷ đồng, tức là số 3 trước 15 số 0, chưa kể các cái con số lẻ tẻ sau cái dấu phẩy đấy, thưa cô. Dạ, Nguyên Lam xin phép hỏi ông một chuyện liên hệ là hôm 24 vừa qua, trên tờ Asia Times Online, một nhà báo du lịch người Úc là James Clark có bài viết về ngạch số quá lớn của tiền đồng Việt Nam nếu so với đô la Mỹ. Vì một Mỹ Kim thì ăn hơn 22.000 đồng, nên chỉ cần có 44 đô la thì cũng là một triệu phú bằng đồng Việt Nam. Dạ thưa, ông có đọc bài báo đó không? Và nghĩ sao khi có dư luận cho rằng bài báo là tín hiệu cho biết Việt Nam lại có thể sắp đổi tiền nữa ạ? Dạ, tôi có đọc bài báo và thấy tác giả có lý nhìn từ giác độ của du khách khi nêu vấn đề về cái sự tiện dụng. Vì đồng bạc Việt Nam đã có mệnh giá quá cao so với Mỹ Kim, có lẽ chỉ thua đồng Rian của cái xứ Iran này. Cái chuyện thứ hai cũng hơi lạ đó, là Việt Nam có tờ giấy bạc mang mệnh giá cao nhất thế giới là 500.000, tức là nửa triệu đó. Thì Việt Nam là một cái xứ hiếm hoi mà người ta nói chuyện bạc tỷ hay bạc triệu như là xu hào của các cái xứ khác. Vì vậy mà việc đổi tiền hoặc là đổi mệnh giá đồng bạc như từ 1 vạn hay 1 triệu đồng cũ ăn 1 đồng mới đó là điều nên làm, mà nhiều xứ khác đã làm. Còn làm sao để giữ được sự tín nhiệm của mọi người về trị giá đồng bạc đó, thì nhà cầm quyền Hà Nội cũng có kinh nghiệm sau 3 lần đổi tiền kể từ năm 1975. Tôi cũng còn nhớ lần đầu đó thì họ đột ngột trưng thu cái nhà tôi ở tại quận 3 là một trong nhiều địa điểm đổi tiền. Và tôi chứng kiến sự bất mãn của nhiều người, kể cả của bà Nguyễn Hữu Thọ hay là ông Gaston Phạm Ngọc Thuần, là lớp người thế giá của cái chế độ mới. Sau đó là nạn lạm phát phi mã, nên bây giờ mới có cái tờ giấy mang mệnh giá là nửa triệu bạc.
Tôi nghĩ rằng đấy là cái chuyện cười ra nước mắt rất khó quên, và cái hiện tượng quỵt nợ bằng thông cáo. Trở lại cái chuyện nợ nần ngày nay đã, thì tính giả của chúng ta có thể tự hỏi rằng con số này có thật sự đáng ngại hay không, và tại sao lại đáng ngại? Dạ thưa, quả là như vậy. Khi số nợ công của Việt Nam lên tới hơn 62% của tổng sản lượng GDP, thì tình hình có đáng ngại hay không thưa ông? Dạ, chưa phân giải cái khoản nợ bằng ngoại tệ quy ra nội tệ hay là bạc Việt Nam đó, với cái hiệu ứng hay là rủi ro ngoại hối của cái tỷ giá đồng bạc, thì tôi cho rằng tình hình đó rất là đã đáng ngại vì nhiều lý do. Thứ nhất là tại sao lại mắc nợ nhanh và nhiều như vậy? Và thứ hai là nhà nước đi vay để làm gì, mà có tính trước về cái khả năng hoàn trả hay không? Câu hỏi đấy khiến ta phải truy nguyên lên cái lý do đi vay. Thật ra là đi vay là chỉ để tiêu trước thôi, tức là đi vay là vì chi nhiều hơn thu, cho nên khi chi thì phải biết là để làm gì, sau này còn trả nợ, là điều mà nhiều người khỏi cần nghĩ trước mà cứ đẩy về sau. Cái vụ nợ nần Việt Nam nó xuất phát từ một cái hiện tượng được quốc tế quan tâm và cảnh báo từ lâu đó, là vì nạn bội chi ngân sách, tức là chi nhiều hơn thu. Tỷ lệ bội chi từ 5% của GDP vào năm 2000 đã vượt 6,5% vào năm ngoái mà chưa có dấu hiệu suy giảm, dù nhà cầm quyền đặt chỉ tiêu là hạ tỷ lệ bội chi tới 3,5% GDP vào năm 2020. Thế khi xét vào cơ cấu chi thu của nền tài chính công quyền thì chúng ta thấy số thu cho ngân sách Việt Nam tăng mạnh là nhờ đà tăng trưởng sản xuất tới hơn 6% đã trong 10 năm qua. Nhưng mà số thu đó nó là không đáp ứng nổi cái mức tăng chi trong cùng thời kỳ. Cho nên bài toán nợ nần và trả nợ của Việt Nam đó, nó xuất phát từ cái tình trạng tăng chi của cái bộ máy công quyền đó. Và nếu mà không chấn chỉnh đấy thì tìm đâu ra tiền để trả nợ. Nhưng thưa ông, Việt Nam chi cho ai và để làm gì đến độ không có khả năng trả nợ? So sánh với nhiều xứ khác từ Nhật Bản đến Trung Quốc hay Hoa Kỳ thì tỷ lệ nợ nần của Việt Nam là hơn 62%, cũng không là quá lớn. Như vậy thì vì sao đó lại là chuyện đáng ngại thưa ông? Dạ, Nhật Bản chủ yếu vay tiền người dân và họ chấp nhận thắt lưng buộc bụng để ra khỏi 25 năm suy sụp. Cái gánh nợ quá lớn của Trung Quốc là bài toán cho lãnh đạo vì nó liên quan đến chính trị chẳng khác gì Việt Nam ấy. Còn món nợ của Hoa Kỳ đó nó nguy ngập đó, vì vay quá nhiều trong 8 năm của chính quyền Barack Obama và nó đang là đề tài tranh luận trong quốc hội và trước dư luận. Trường hợp Việt Nam nó nguy kịch vì người dân đã không được quyền hỏi đi vay để làm gì, nên chẳng giới hạn được cái việc đi vay mà sẽ còn e cổ gánh vác cái việc trả nợ. Cái vấn đề nó đáng ngại vì nó nằm trong cơ cấu chính trị. Đầu tiên thì giới chức Bộ Tài chính có giải thích rằng công trái hay là nợ công của Việt Nam sở dĩ tăng vọt chủ yếu là vì họ không quản lý được gánh nợ. Y như trường hợp của Trung Quốc, khối nợ của các cái tập đoàn kinh tế nhà nước Việt Nam là các cái khoản nợ xấu, khó đòi và dễ mất vì các cái đơn vị sản xuất này đã kém hiệu suất mà cứ tồn tại vì cái lý do chính trị sau 20 năm nói về cổ phần hóa. Thứ hai, đây Việt Nam đi vay để thực hiện các cái dự án xây dựng hạ tầng cơ sở vật chất, nổi tiếng là vừa xây đã sập, mà sập rồi lại còn vay thêm để sửa nên chất thêm vào núi nợ này. Cho đến nay chưa thấy một ai trong cái vùng máy công quyền bị kỷ luật hay chịu trách nhiệm về các cái hồ sơ nhạy cảm về chính trị như vậy. Và sau cùng thì phải nói đến cái chuyện đáng ngại nhất của nợ nần là đi vay để nuôi bộ máy chính trị của Đảng, thưa cô. Dạ, ông nói như vậy vì ngân sách quốc gia bị bội chi và đi vay là để tài trợ bộ máy Đảng, phải không ạ? Dạ thưa vâng, theo thống kê của Bộ Tài chính Hà Nội đó, thì ngân sách công quyền đã dành 66,3% cho khoản chi điều hành và 18,7% cho việc trả lãi cho các khoản tiền đã vay và 15% cho việc đầu tư công quyền trong các cái dự án mình vừa mới nói ở trên, tức là tổng cộng là 100% đó. Thế thì bây giờ xét vào các cái khoản chi điều hành đó, thì chính phủ phải tài trợ cho bộ máy Đảng và các cái ủy ban phụ thuộc của Đảng từ trung ương đến địa phương. Thì chúng ta có cái hiện tượng éo le đó là người dân đóng thuế để tài trợ việc điều hành cho hai bộ máy cưỡng bách song hành là của nhà nước và của Đảng. Thì nhà nước thì có cán bộ phục vụ từ trung ương đến địa phương và ăn lương cho dân trả bằng thuế. Thế rồi Đảng cũng có bộ máy từ ban chấp hành trung ương xuống tới gần 60 tỉnh và 5 thành phố do trung ương trực tiếp quản lý. Ngoài ra thì trung ương Đảng còn có các cái ban bệ trải rộng và hoạt động song song với các cơ quan của nhà nước. Và sau cùng đó, Đảng còn có 5-6 đoàn thể lập ra để đoàn ngũ hoa cần chúng như là Mặt trận Tổ quốc hay Hội Liên hiệp Phụ nữ vân vân. Cho nên bộ máy Đảng và 4 triệu đảng viên nó vốn không sản xuất gì đó, và vẫn tiêu thụ tiền thuế của dân
y như bộ máy của nhà nước, thì chúng ta không chỉ có cái sự bất công về đạo lý mà còn có cái sự phi lý về kinh tế đó. Phải dĩ giải thích vì sao Việt Nam mắc nợ và không có lối thoát, thưa cô. Dạ, nếu như vậy thì Việt Nam sẽ lấy đâu ra tiền để trả nợ? Theo như ông nghĩ thì những kịch bản gì có thể xảy ra khi số nợ công lên cao đến 65% hoặc còn cao hơn nữa, thưa ông? Chuyện dễ mà ai cũng tính ra hay nghĩ tới đó, đó là tăng thuế để giảm mức bộ chi và đi vay. Đấy là kịch bản gọi là giết con gà đẻ trứng vàng, vì tăng thuế sẽ cản trở sản xuất và còn đánh hụt cái số thu nữa. Cái kịch bản thứ hai là xin vỡ nợ từng phần, như là chúng ta đang chứng kiến tại xứ Venezuela. Sau khi xây dựng xã hội chủ nghĩa, chính quyền Venezuela đang xin ân hạn khoản nợ đáo hạn này, trị giá 320 triệu đô la của tập đoàn dầu khí nhà nước PDVSA và phải thanh toán trễ nhất là mùng 2 này. Thì riêng trong cái quý 4 đó thì họ đã phải trả 3 tỷ rưỡi, nếu không thì bị vỡ nợ. Thế Việt Nam đang trôi dần đến cái chỗ đó trong vài năm tới mà người dân thì không biết và không được biết rằng khi đã vỡ nợ thì phải đi vay nặng lãi hơn và chất thêm gánh nợ mà đời sau sẽ trả. Tôi nghĩ rằng kịch bản trong cùng là người dân có thể viện dẫn cái quy luật quốc tế về các cái khoản nợ ghê tởm do một thiểu số đi vay và chi trác cho nhau mà dân thì không được biết. Trong cái giả thuyết đó thì các cái chủ nợ phải xóa nợ hoặc là truy nã những kẻ đi vay bất chính chứ không có thể bắt dân phải trả. Và thế kỷ 20 đã có 30 trường hợp như vậy, đã trở thành án lệ hoặc là tiền lệ cho các cái tòa án áp dụng, thưa cô. Dạ, Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do cùng Nguyên Lam xin cảm tạ kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghiệp về bài phân tích kỳ này ạ.